Thì hôm nay chúng mình đang ở công viên, thì mình sẽ cùng học với nhau về những từ vựng tiếng Anh liên quan, chỉ những cái đồ vật xung quanh cũng như động từ liên quan. Xin chào tất cả các bạn, mình là giảng viên Minh Trang của trung tâm FH English. Và hôm nay chúng mình đang ở công viên Hồ Thành Công ở quận Ba Đình, Hà Nội. Và các bạn biết thì công viên này nó còn có tên gọi khác, đấy là công viên Indira Gandhi, mang tên một nữ thủ tướng thứ ba của Ấn Độ. Thì hôm nay chúng mình đang ở công viên, thì mình sẽ cùng học với nhau về những từ vựng tiếng Anh liên quan, chỉ những cái đồ vật xung quanh cũng như động từ liên quan. Ok, mình bắt đầu cùng những cái đồ vật trong công viên. Okay. Khi như các bạn biết thì trong công viên Thành Công thì chúng mình có một cái hồ rất là to, cũng không phải quá to, tuy nhiên thì tiếng Anh mình sẽ bảo đấy là the lake. Ok, chúng ta cùng nói lại là the lake. Alright. Còn nếu như các bạn muốn bảo trong công viên mà có cái ao bé bé, ok, thì chúng ta sẽ cùng nói đấy là the pond. The pond. Ok, đấy là cái ao trong công viên. Alright. Thì các bạn thấy thì xung quanh mình có rất là nhiều cây, đúng không? Bình thường mình sẽ bảo cây nói chung, đấy là the tree. Đó, mình cũng bảo là tree. Ok. Nhưng mà nếu các bạn muốn chỉ rõ ràng hơn một chút, những cái loại cây bé hơn, cạnh mình đấy là những cái khóm cây bé. Ok. Trong tiếng Anh thì chúng mình sẽ cùng nói với nhau, đấy là the plants. Ok. We say again, we say the plants. Alright, very good. Thì mình sẽ bảo đấy là the plants. Ok, nói chung thôi. Alright, the plants. Và trong công viên lớp mình, chúng ta cũng có những cái loại hoa khác nhau nữa, đúng không? In English we say the flower. The flower. Ok. Đó. Còn các bạn thấy phía sau mình thì đấy là một cái cây thân gỗ rất là đẹp, đúng không? Thì trong tiếng Anh chúng mình sẽ cùng nói với nhau đấy là timber. Ok, we say again, we say timber. Và các bạn thấy thì trong công viên không thể thiếu những cái băng ghế dài để mọi người có thể ngồi. Như các bạn thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế dài, đúng không? So, in English we say the bench. Alright, say again, we say the bench. I'm sitting on the bench. Và trong công viên thì thực sự là không thể thiếu được, đấy là những cái thùng rác. Như các bạn thấy phía sau mình đấy là thùng rác, đúng không? Thùng rác trong công viên rất là cần thiết. Ok. In English we say the waste bin. Again, we say the waste bin. Các bạn có thể thấy phía sau mình là những cái cột đèn, right? Cột đèn. Thì khi đêm đến thì công viên sẽ sáng hơn và đẹp hơn. Bên cạnh mình đấy là một cái cột đèn trong công viên, đúng không? Thì trong tiếng Anh chúng mình cùng nói với nhau đấy là the lamppost. Alright? Again, we say the lamppost. Như các bạn có thể thấy, mình đang đứng trên cái đường cho người đi bộ ở trong công viên. Ok. Thì trên cái con đường này thì người ta có thể là cùng đi bộ này, dắt chó đi dạo, walk the dog, have a walk, or maybe go jogging. Có thể là chạy bộ nữa, đúng không? Thì trong tiếng Anh mình gọi con đường này đấy là running path. Ok. We say again, we say running path. Còn nếu như mọi người muốn chạy bộ, đúng không? Nó không phải đi dạo nữa, mà mình chạy một cách nhẹ nhàng, vận tốc rất là chậm thôi. So in English we say go jogging. Again, we say go jogging. Alright. Go jogging rất là tốt sức khỏe, đúng không? Okay. Như các bạn có thể thấy phía sau mình là hình ảnh những cái người họ đang tập thể thao, thể dục, đúng không? Trong công viên thì tất nhiên là những hoạt động như vậy sẽ chắc hẳn có rồi, đúng không? Alright. So, trong tiếng Anh mình sẽ bảo tập thể dục đấy là do exercise. Again, we say do exercise. Và bên cạnh đó các bạn hoàn toàn có thể dùng từ khác. Mình có thể nói đấy là work out. Again, we say work out. Do you work out a lot? Về động từ các bạn nhé. Trong công viên thì người ta cũng thường cùng gia đình đến để thư giãn, để relax. Mọi người sẽ thường have a picnic. Ok, say again, have a picnic. Mọi người cũng có thể nói một cách khác, đấy là go picnic. Go picnic, okay, it's the same. Alright, tiếp theo, trong công viên thì các bạn sẽ thường tổ chức những cái bữa tiệc nướng, đúng không? Tiệc nướng rất là đơn giản thôi. Alright, we say have a barbecue.
All right. Again, we say have a barbecue. Okay, that's good. So như trên đấy là những cái động từ về mọi người làm những cái việc trong công viên cũng như là một số cái danh từ mà có thể dùng. Okay, thì mình hy vọng mọi người có thể nghe và áp dụng luyện tập cũng như ứng dụng trong những cái văn cảnh nói hàng ngày của mọi người. Chúc các bạn học vui.